con bé không ai khổng lồ đó là thiệt luôn á, nhiều người nói giả chứ. Ấy cái gì nhiều vậy hả? Cái gì nữa kìa, da cắn. Ở đây có da nữa nè. Các vị các ngài cho con quan hệ với con, xin mở cửa cho con xin diễn ở đây đây, các vị các ngài quan hệ với con nha. Mình thấy cái cảm giác cái cửa hôm nãy nó xô xô ra nha mấy đứa. Chung là kiểu giống như đẩy ra vậy á. Đẩy ra là mời anh vô á, là có thiện chí. Thiện chí luôn hả? Đúng rồi, mời anh vô. Giờ các vị các ngài nếu mà không muốn mình vô là phải đẩy vô rồi. Này mở ra ha. Đúng rồi, này nó mở ra. Mặt anh xanh với anh kỳ trắng hai chân chừng hai trứng. Gì vậy? Cái gì vậy? Ấy đó. Gì vậy? Có gì với đứa người vậy? Đi ra cái gì á? Đây có cái hang ở trong đó, cái gì nó kịch kịch ở trong kia hang á. Đóng anh kỳ ơi, xin quan hệ cho con bé có gì cái ngày ơi. Rớt cái dưới lên kỳ. Thôi anh kỳ ơi, anh kỳ ơi lại đây Hương. Có gì đâu, rớt vô lưng em á. Hả? Đập vô lưng em luôn. Cái gì ghê vậy? Giống ngày quýnh vô lưng em về. Đúng rồi. Gì ghê vậy ông? Xong rồi còn lúc mà anh đi xuống đóng cửa còn nghe thêm mấy tiếng nữa. Mà trên này em chỉ có ai mà ba anh em mình đâu. Đúng rồi, có ba đứa nè. Hồi nãy em là người vô cuối cùng, là em đứng cửa hàng không dám vô luôn. Có gì đó, nó đập vô lưng em á. Cái gì quýnh vô lưng em luôn hả? Đúng rồi. Lúc nãy mới chạy. Hôm nay cái chuyến đi của mình đi qua một cái ngôi chùa bỏ hoang ở trên một cái đỉnh núi nhỏ ở An Giang. Thì ở bên ngôi chùa này là có nhiều cái hiện tượng tâm linh xảy ra nơi ngôi chùa. Thường xuyên những bà con Phật tử đi viếng núi hành hương, đi khi đi đến đó là thường xuyên bị có một số người bị những cái vong ở nơi đó nhập vào và có những cái động thấy những cái lạ kỳ, ốc thét, rồi la làng, rồi gượt những cái người ở trong phái đoàn bỏ chạy, tán loạn. Rồi trong những cái lần đó thì mình nghe được bà con ở đây chia sẻ thì bên đó một nơi rất là linh thiêng, nên mình hôm nay á mình có mặt tại đây để mà đi qua ngôi miếu đó để xem thực hư câu chuyện như thế nào. Mời cô chú anh chị đồng hành cùng Kỳ trong video này ngày hôm nay nhé. Thì trên đường mình đi là mình thấy những cái cỏ nè là được những cái người dân ở đây họ dọn cỏ sạch sẽ hết rồi. Nhìn rất là hoang vu hơn. Nếu cái này mà không có được dọn những cái cỏ cây ra như thế này là mình nhìn cái cảm giác rất là nó gợn gợn người. Hình như cái này là ngày xưa là một cái nơi, cái tòa chùa hay là cái gì ngày xưa nè, có một cái nền tích cũ có và có một cái đường đi xuống đó. Và dưới đó mình thấy được có những cái cây, những cái hòn đá rất là đẹp. Cái này chắc cái nền chùa cũ á cô chú. Đây nha. Đúng không? Tại vì mình thấy ở dưới đó nó chắc chồng lên nhau á. Ở trong đó thì cỏ nhiều quá. Mình nghĩ là hồi xưa là một cái ngôi chùa cổ, vì ở cái ngay cái vị trí của mình đang đứng luôn nè. Đúng không? Này cô chú anh chị nhìn theo cái hướng này là mình nhìn thấy một cái nền chùa bỏ hoang khá là lâu năm. Đúng không? Này cô chú nhìn nè. Những cái gạch đá họ chất chồng lên nhau tạo nên một cái gọi là một cái nền móng chùa cũ á. Thì không biết gì cái lý do gì đó, hay là cái những cái ngày xưa là chiến tranh tàn phá cái nơi này, hay là những cái người gì đó lại đập phá gì đó, mình cũng không hiểu lý do. Mình sẽ đi tìm những cô chú gần ở đây rồi mình thấy hỏi cái thông tin về cái nền chùa cũ này như thế nào nha. Cây cối rất là tùm luôn. Mình thấy có một cái đường dẫn đi xuống đó, không biết là đi đâu á. Mình thử xuống đây thử xem sao. Có một cái đường mòn nè.
đúng không? Khi mình mà bước xuống đây á, là mình mới nhìn qua quan sát kỹ lại á, là đúng như cái nền chùa, những cái gạch đá chắc lên chồng rất là cao, là kiên cố. Chắc mình nghĩ là cái chùa cũ bị đập phá gì. Ý, mình phát hiện ra nấm gì nè. Ui, cái nấm giống tổ ong quá vậy. Nhìn nấm nó như tổ ong, nó không biết nấm gì, ngộ quá. Ở đây đi đâu ta? Ở dưới này thì mình thấy rừng rậm mà không có cái gì hết. Ý, có cái gì đen đen dữ ta. Để mình đi tìm người xung quanh đây có ai ở trên này mình hỏi thăm về cái những cái tàn tích chùa cũ này xem sao. Kỳ Dâu mến chào của chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có chuyến đi về núi Voi, thì mình nghe được cô chú anh chị người dân ở đây chia sẻ là nơi này có một cái ngôi chùa bỏ hoang, thì nhiều cái sự tâm linh đồn đoán rất là nhiều về cái sự tâm linh ở đây, và nhiều sư thầy về đây tu luyện nhưng mà vì cái lý do gì đó phải bỏ đi vài ngày, phải bỏ đi không có còn mà ở trên đó nữa. Mình không hiểu lý do tại sao như thế nào. Thì ngày hôm nay mình có một cái bạn khán giả ở Sài Gòn xuống, thì cũng thích về cái khám phá tâm linh. Thì em chào khán giả đi. Chào. Dạ em dạ Phi Vũ xin chào quý vị cô chú anh chị trên kênh của anh Kỳ Râu. Hôm nay thì em thì thích cái chuyện mà đi khám phá như thế này, thì vô tình được xem trên kênh của anh Kỳ Râu á, thì biết được là ở đây có một ngôi chùa và những cái câu chuyện rất là tâm linh và kỳ bí, thì em chạy từ Sài Gòn xuống đây để có thể đồng hành cùng với anh Kỳ để đi xem tìm hiểu những câu chuyện này như thế nào và có thực hư sẽ ra sao. Dạ thì em cũng như là mong quý vị và chú anh chị đồng hành cùng với em và anh Kỳ Râu trong video hôm nay nha. Dạ thì ở đây em Vũ cũng làm một cái kênh YouTube em, thì kênh của em tên gì có thể là nói cho khán giả biết để qua kênh để xem cái video clip ngày hôm nay luôn á. Dạ em cũng có làm một cái kênh nhỏ là tên là Ba Dương Vlog. Thì em cũng có làm, mới bắt đầu làm những cái chuyện về khám phá thế này, thì mong quý vị và chú anh chị sẽ ủng hộ và theo dõi kênh của em nha. Cô chú chị nhớ xem kênh của em Dạ Ba Dưa. Ba Dưa Vlog. Dạ. Thì qua kênh ủng hộ kênh em để làm động lực cho em ra nhiều video mới, tại vì em cũng từ ở xa về đây thích về khám phá về những cái vùng đất tâm linh ở An Giang. An Giang nổi tiếng là vùng đất tâm linh, rất là nhiều chuyện tâm linh xảy ra, những ngôi chùa miếu và những cái nơi rất là linh thiêng. Thì anh em mình sẽ đồng hành lên đó xem như thế nào, thật sự vậy không ha. Đi. Yeah. Thì ở đây mình thấy là một cái ngôi mộ, thì xây cái hàng rào nó kiểu như là mình vô đây mình biến thử coi Vũ ơi. Đúng rồi, có ông sợ. Lúc trước anh nhớ anh có đi nha, là cái cửa này phá cổng nha, mà sao bây giờ thì mở cổng, không biết lý do tại sao. Đây thì mình thấy có những cái áo quần gì đó, đúng không kìa. Đúng rồi, chơi áo rất nhiều ở đây mà... Mình vô trong à. Dạ, con sẽ thấy. Sao không? Dạ. Các vị cho con quan hệ cho con xin vào đây để mà biến ở đây ha. Đây thì mình thấy có một cái mộ nằm treo leo, cái hình giống như hình tam giác gì đâu ta. Những cái bộ đồ áo nè, là làm những cái lau chùi gì ta. Ê, ở đây có một cái bọc cái gì nữa kìa. Ê, cái gì Vũ? Em không biết rồi. Dám gỡ không? Em thấy có gì ở đó lòi ra khúc này nè. Cái gì vậy? Đó, đỏ, đèn. Gì vậy? Dám gỡ không? Ơi, cái gì vậy? Vậy? Cái con gì trong á? Phải không? Biết rồi. Ê, cái tiếng gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Đây mình tiến qua bên đó làm sao đây? Hồi nãy mình đang đứng gói cái bọc thì bên kia là có tiếng động gì đó. Đúng rồi, hôm nay mình nghe cái tiếng gì á? Khúc bên này là cái gì? Cái nào rắn mình? Không biết nữa, thì nghe người dân chia sẻ là cái vùng núi của mình còn rất là nhiều những cái ông già nha. Tại vì không phải lý do tại
nó không dám tiêu kêu tên gắn nữa mà. Tại vì những cái người địa phương á dặn mình có lên non lên núi á. Thì nói cái từ đó hơi né tí xíu, không phải là mình sợ. Đây có con biết nó gì không? Con chiếu sao bự vậy anh? Con chiếu núi á. Ở trên phố nhỏ xíu xíu. Em thấy lạ không? Ở đây rất là nhiều nha. Những cái con giống vậy nè. Ủa cái con này con gì là chiếu núi á em. Okay. Con quấn chiếu núi. Bự gì luôn á hả? Ừ. Ghê không? Như nghe cái con đỏ con màu gì đó là cắn chết luôn nha. Mà mình không biết mình mở mà em thấy con này nó đâu có dằn đâu nó cắn anh chị. Không biết nữa. Mà sao mấy cái người lớn lớn tuổi người ta nói là có một cái con màu đỏ màu gì đó nó cắn là bỏ mạng á. Thì chắc bà con với con cuốn chiếu này ơi. Ừ cũng có một cuốn chiếu này nó hiền lành lắm. Dạ. Nè em bóc em đụng nó cái nó quấn lên nè, thấy không? Ê sao em gan như vậy? Đó. Chưa em chơi năm em chưa em dùng núi em chơi với mấy con này chứ chơi hồi nhỏ em chơi với mấy con này nè. Vậy hả? Ừ. Thường gì gan vậy ta? Trời. Ê hình như em cũng có làm kênh YouTube đúng không? Kênh em tên gì vậy? Không em đi khám phá thôi chứ em đi như em trên thành phố xuống nghe quay chơi vậy hả? Dạ quay chơi là mình làm mấy cái thước phim kỷ niệm á. À. Tưởng đâu em cũng làm kênh nữa chứ. Thì em thích khám phá mấy cái vùng núi rồi, băng sơ rồi nè anh. Ừ. Hôm nay ba anh em đồng hành đi về ngọn núi Voi. Là mới nãy lúc dưới núi. Này là núi Voi á ha. Ê Hương, lúc ở dưới là Cưng có nghe cái cô kia chia sẻ là trên này có những câu chuyện rất là rùng rợn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc em có em xem clip của anh nào. Rồi em cũng muốn đi nhưng mà đâu có dịp để đi đâu. Hôm nay. Đây nhiều lắm. Ôi nói nhóc chèn nhiều lắm rồi. Mấy con này ở đây bự thực sự luôn á. Ở thành phố mấy con nhỏ không phải mấy chú chiếu dưới đồng bằng mình là nó nhỏ đâu có bự như vậy đâu. Ê nãy giờ mình đi mình chưa thấy gì chứ mà thấy mũi nó cắn quá trời cắn rồi đó. Mũi dã man luôn á. Cắn chân cục cục luôn. Rồi, đây nè, mấy cái mặt đây nè. Đang đây nè, quất cái nè, đã quét nè. Kìa, hơn đâu hơn. Để mặt đây. Sưng trụ luôn. Sưng trụ luôn. Ê, mấy mũi nó cắn dã man thiệt chứ. Đây có mà. Ê, ở đây mình thấy có mấy con mộ vậy ta. Ở đây thấy mộ nhiều ha. Mình đi lên núi mộ quá chứ mộ thôi. Ừ. Đây người ta chạy, đục dép, bỏ dép đây luôn. Gì thế vậy? Nè, còn bỏ dép luôn nè. Thiệt luôn hả? Chạy chức dép luôn, bỏ dép luôn. Dép hiệu luôn kìa. Ê, hiệu gì vậy? Tôm mì. Rồi. Tôm mì. Chạy mà bỏ dép luôn hả? Chạy bỏ dép luôn. Xúc dép luôn. Ồ chắc vậy á. Tại nghe cái cô mới nãy kể nha. Là cô nói là lên này cẩn thận. Có gì thì chạy la làng lên. Ê mà hôm nãy quên nữa. Hôm nãy mình nghe ai la làng bên đây nghe tiếng lớn lắm. Có. Cái lúc mà anh ngồi, lúc mà anh ngồi đợi em á. Nhưng mà anh giống như dùng trên núi á là bà con ở đây người ta chia sẻ á là có ai kêu tên mình thì đừng có lên tiếng. Ê, mình thấy được cái nền chiều cổ kìa. Bởi vậy những cái người trên núi á mình nhiều khi mình kêu tên người ta không có lên tiếng đâu, người ta chỉ đi lại người ta kiếm mình rồi người ta nói chuyện thôi. Ở đây là cái nền chùa mà nãy nói gì đúng không? Đúng rồi. Giờ mấy anh em mình sẽ tiến vào trong luôn hay đi vòng ngoài trước? Đi vô trong cái đồ này anh chị. Ê cái lá nó sao nó đu bình có một lá một vậy kìa. Ghê vậy? Mà đâu có gió đâu. Kìa. Cái lá màu lá khô quá mình kìa. Ừ nó giống nhất đó. Trời anh nói em nổi da gà luôn anh kìa ơi. Em thấy lạ điều đó không? Nè những cái cây kia là nó không rung rinh đúng không? Đúng rồi ở đây. Nó rung lắc nhưng mà cái lá đó rung lắc. Cái kiểu lạ lắm nè. Em thấy điều đó không? Em thấy đó. Ở ngày nha. Các chư vị chư ngài cho con quan hỷ cho con đem được con đến đây để kính viếng cái ngôi chùa. Mũi quá rồi. Ừ, ở đây mũi thiệt luôn. Ở trên này đi lên đâu vậy? Anh không biết nữa. Trên đường dốc lên núi hả? Bây giờ anh em mình đi vào ngôi chùa trước đi, thắp một cái hương ở đây đi ha. Rồi chút xíu mình sẽ đi vòng vòng. Với mình sẽ xem cái những cái ơi cái gì? Ừ, tiếng xe. Cái núi này ở dưới thì mà không biết sao mà cái chùa này là bỏ hoang luôn hết á. Tại nghe cái cô mới nãy kể mình cũng không nhớ rõ nữa. Đây cái này là chắc cái bồn nước gì của người ta xài xưa. Chắc gì á, tại bên kia không có đường nước ấy chạy xuống nè. Nước mưa hả? Đúng rồi.
bồn mình chắc để xưa nó sư đồ qua hàng ngày á. Thì nghe nói nhiều sư thầy cũng về đây lễ ở đó mà không có ở được á. Cái này chắc ngôi chùa này cổ dữ lắm luôn hả ta. Cái tường ấy nè. Bị bào mòn qua năm tháng. Tại vì cái lúc mình đi vô là mình thấy một cái nền chùa ở ngoài nữa nha. Như em coi trên clip là cái chùa này là thành lập như trước thời kỳ chống Pháp thì gì nghe này như vậy nữa. Có phải không? Nhìn cổ kính quá ha. Đây mà nhìn xuyên qua gặp hai con mộ không biết hứng nữa nè. Không à, trên đó có ba con mộ. Ba con mộ liền. Ba con mộ liền. Dạ, có một con mộ nhỏ, ngôi mộ nhỏ nữa. Nằm ở bức trên. Đây mấy cái này xưa chắc đạn không gì đó bắn ra ha. Đây có rồi, nó mọc qua xuyên trường. Đây, đây có cái máy gì nữa ta. Cái này máy mất tiêu rồi ta. Đây, cái này là cái phòng hay cái gì hồi xưa không? Cái phòng, tại kia là cửa sổ kìa. Ở chùa xưa hết thấp không vậy hả? Có phòng gì nó dính trong tường luôn nè anh chị. Đâu? Ghê vậy? Cái gì? Cái gì nè, chắc chắn là thấy ghê không? Hay là không gắn à? Không, không gắn trong tường. Ghê vậy? Như con ốc hay gì quê? Gió ốc cái gì vậy? Ốc cái gì á? Phải không? Bóc thử anh chị. Bóc thử anh chị. Bóc thử anh chị. Như ốc. Đây hộp cây có sao không trời? Tới anh kỳ, anh ở đây mà. Không sao. Ốc quá. Không rồi. Đây, nhìn cái hang ấy đừng đưa hộp cây vô nha. Quá trời gác này. Trên này người ta đi cũng là đâu cũng có người lên xuống à anh kỳ. Đúng rồi. Cái đường này hình như có người đi qua đi lại nó sạch này ha. Gồng thiếu nó đóng quá tàn. Ừ, có nguyên cây me chà bá luôn kìa. Đây, mình đi vô mình đốt cây nhang ra sao. Thắp cây hương đi. Chủ nhân đây thì xin. Nhà kia nó còn lớn tuổi hơn mình đó anh kìa. Ừ, me trên núi đó, nó lâu lớn, cái kiểu nó to nhưng mà nó to, không có kiểu như cái cây ở dưới đồng bằng mình đó. Ờ, đây có cái bàn, có... Ê, có bánh kẹo luôn nè anh kìa. Ê, cái này cúng dông hay gì ta? Cái này cúng dông hả? Cái cúng dông hay sao á, đúng không? Chứ kẹo đâu có ai bỏ gì tại gì đâu. Hay là cái bàn này chỗ người ta ngồi hả? Chỗ ngồi. Lùi lại đi. Đây, mình nghiên cứu ở đây có gì không? Hình như tới đây là hết thôi quê. Cái này là tới cái sườn. Ê, không, cái nền rút ở đây luôn nè quê. Cái nền là nó nằm dưới đây luôn nè. Nè cái nền chùa là nó bự giống gì luôn nè. Ui vậy là chùa này lớn lắm mà quên. Một ngôi chùa lớn. Cái thành cái đường đá của thành chùa ở đây. Cái này là kiên cố lắm á. Ui quá trời cắn. Sao giờ nó hay hoay quá vậy ta. Lý do tại sao? Hai bên rồi không có những con phòng này cũng không còn chỗ kia nữa. Cái thời này đá chắc có thể là thời Pháp thôi ta. Thời Pháp mới xài đá. Chứ cái thời sau là xài hình như là cái nào cái gạch tí chiến tranh mà bị gì đó. Đúng rồi, cái nơi này hồi xưa cũng là một nơi di tích của chiến tranh á. Tại An Giang thì nổi tiếng về cũng như một trận à, đúng rồi đó. Cái trận thấy mấy cái lỗ đó là chắc thời xưa người ta đạn bắn đạn rồi nó bắn vô mới có mấy cái lỗ đó tới giờ á. Cái trận bên Bót á là nó tàn qua nó phá đốt chùa miễu đình bên đây mình nhiều lắm. Chứ mà theo thời gian mấy cái này nó mòn bên ngoài nó ít thôi chứ không có mình kiểu lỗ lỗ như vậy đâu. Ừ. Chưa đáng mấy. Theo em nghiên cứu là cái chùa này có khoảng nhiều năm hơn. Nếu mà thời trong Pháp là trước năm 70 là chắc em nghĩ cũng năm 60 năm hơn á. Hơn á. Đâu. Tính ra nếu mà giải phóng xong á. Chữ nữa anh thấy có mấy cái dòng chữ không? Có chữ nè. À, chữ gì đẹp đâu đâu. Chữ này mình nhìn xa mấy. Chữ thập chứ. Chữ bùa chữ, giống như kiểu chữ bùa. Ồ, nguyên cái tường luôn nha. Nguyên một chảy luôn á. Tại vì gông nghiêu nó đóng á. Như giống cái chữ gì mà. Hay là chữ Việt kia quên mình nhìn không rõ vậy. Em nhìn xa xa. Chữ này giống như 26 26 hay 36 gì nè. Ê 1936 không? 226 nè, cái hình này là hình mũi tên nè. Mũi tên chỉ chắc là cái năm thành lập ngôi chùa này nè. Chắc đâu anh đọc kỹ ra ta, 1926 hả? Như là cái này là hình như là số 2 nè.
đúng không? 6 nè. Cái này thì hơi khó mừng tượng, chắc 197 hay là 198 gì à. Đúng không? Tại vì họ vẽ một cái mũi tên là ký hiệu để cái năm á. Mũi quá cắn. Cái này là gì đó? Khó đọc quá. Nếu mà mình cào gông ra thì đọc được á. Và những cái này là những cái đây, cái này cái ngày tháng hay gì? 24 tháng gì? Cùng mình phát hiện ra một cái tượng chữ viết vì ở trên cái tường này. Ở đây có nó gì Hương ơi. Ở đây cũng có chữ nữa nè. Cái này có được chữ Thái Hạnh hay gì đó. Đúng rồi, mình thấy chữ HGI vậy nè. Chữ T nè, chữ tờ A là dấu nè. Bên này thì nó bị bể khúc này rồi. Ừ. Ê, mình thấy trên này có cái hương cắm ở đây nữa. Tao có phát hiện được điều gì không? Đây cũng có một chữ bự nha. Ý chữ này chữ bùa hay gì ta? Chữ bùa hay gì quý? Nè. À. Cái đinh đóng rồi này thì chắc dùng để treo cái gì? Treo đồ móc phá rồi. Quần áo rồi. Đi. Mỗi bùa quá quá. Bùa quá trời bùa đi. Quá trắng thì mấy anh em ơi. Ê, mình nghĩ là nguyên cái chùa này là rất là lớn nha. Cái này còn nè. Còn bên nguyên cái khung viên chùa này rất là lớn luôn. Đúng không? Tới cái khu vực bên ở bên đó. Một ngôi chùa lớn nằm ở trên cái vị trí này thì quá là đẹp. Sau thời gian thì chỉ còn lại đúng nguyên vẹn cái phần mà chùa ở đây cái gì? Cái này là chánh điện hay sao? Anh em mình thì tiến vào bên trong mà. Để thắp hương. Chắc mình đi vòng cửa trước đi, hai vòng cửa trước đi. Này, cửa sau. Trước đây mình vô, từ cửa trước đi mình. Sao mình thấy cái cây gì có người lên đây thắp hương sao? Đúng rồi. Cái cây là cây bông. Ừ. Ở đây có một cái đường đi xuống núi này vậy nè. Đó đó. Cái này là đạn bơm phá lắm, cái này ta phục dựng lại vậy quay. Những cái này là phục dựng lại nè. Đúng rồi. Cái này phục dựng lại. Tường này là phục dựng nè, đúng không? Tích xi măng đá ấy. Ừ. Những cái đạn gì nó bắn vô tùm lum tà lưu. Em nghĩ tại sao mà bên kia là không còn không hết, ở đây còn bộ gì đó cửa trước. Ê, bên đó có một miếu nó quay chút xíu mình vào đó đi. Dạ. Như bên đó có chỗ đá miếu gì nè. Giờ anh em mình đi nhỏ. Ê, vậy là cái này cửa trước hay cửa hậu ta? Cái này cửa hậu anh ơi. Nếu mà tính ra thì đây là bức tường. Đây bức tường, cái này là cửa bên sau. Nhưng mà ngoài có cái bàn thiên ngoài sau, ngoài trước nè. Nếu mà thường là ở miền Tây của mình á, là bàn thiên là để ngoài trước cửa nhà đúng không? Dạ. Chứ không, không chứ chứ mà để sau. Mà sau cái khúc này thì như vậy. Ừ, cái này nó không có cầu thang đi lên, cũng lạ cái điều đó ha. Không, cái kiến trúc này thấy lạ quá nè. Tại vì cái hiệu gì đó rồi. Chữ giống như chữ gì, chữ cam hay gì ta, chữ Thái hay gì này, chữ Việt nè, khách nè, đúng không? Cái cái này thì ê, cái nó mới có chữ gì nữa nè. Khó, nhưng mà bà con người ta vẽ cái vôi lên hay gì xi măng lên để mình dễ đọc hơn, sao đọc hay hơn dễ đọc hơn. Chứ em làm thu chữ này rồi nha. Hơn hay vậy này lắm nè. Là hai mấy năm cuộc đời lần đầu tiên thấy cái chữ này hả? Chữ này luôn. Lần đầu tiên em thấy luôn á. Gì? Ký hiệu lạ luôn. Hay là nó tàn phai năm tháng mình đọc không ra thôi. Này theo thời gian nó phai dần mình khó đọc. Nếu mình có thời gian mình tìm hiểu kỹ mình thì có thể đọc được mấy dòng chữ này. Đúng rồi. Mà em thấy cái kiến trúc ngôi chùa này rất là lạ đúng không? Tại vì mình nhìn từ phía này nè, bắt đầu là chánh điện. Hay là sau này mới phục dựng là chánh điện là nằm cái kiểu đưa ra giống cái này ta. Cái này có hai cửa. Đúng rồi. Cái này khó. Dòng bên này, bên này dường như là không có đường đi lên. Đúng rồi, không có đường. Nhưng mà làm cái khuôn viên là đi xung quanh nè ha, chứ không có kiểu mà xây bích lên luôn. Như những cái kiến trúc chùa thì mình thấy là nếu mà cái này là họ không có chừa một cái đường giống vậy đâu. Họ sẽ xây thẳng lên theo cái mí tường á. Ừ, chứ họ không có chừa như kiểu mà song hành hoặc là nhà như ở miền Tây mình làm nhà sàn á, nhà gỗ á. Ui, vậy là nơi này bị bãi nó quên, tao phục dựng lên nè.
Ừ, em nghĩ là cái kinh điện này là ta phục dựng hết đây. Hình như là bị bể nhiều lắm chỗ này phục dựng nè. Ờ, ngay chỗ phía những rất là nhiều phục dựng này mình cái xi măng. Ờ. Thôi bây giờ anh em mình đi vào trong để thắp một cây hương đi ha, rồi mình sẽ quay tiếp. Đi vô trong đi. Thắp một cây hương đây. Cái đèn ở đây. Cái tiếng gì vậy? Quay mà có cái tiếng động gì là vào cái món này bắt được ăn tu không ta? Được rồi đó. Ê gì vậy? Đây có cái tiếng động gì bên ngoài này mới? Để đốt ngang đi. Mình nạp hơn đây là đi lại thấp hơn đi. Đấy, thấy có gì vậy? Lên hấp từng cây đi. Chứ cái này là ngày Nguyễn Huệ hay sao? Hình đây mà cái này bù hay gì ấy mấy ơi. Phải không? Nó còn dây buộc cái gì đó. Không vậy, cái này giống cái bùa uống hay gì, xin uống hết bệnh hay sao? Đúng không? Cái gì nó kỳ quá sao vàng này. Hình dáng của nó không có hợp lý lắm. Giống như những cái gì mà nó dài dài lạ lắm đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nghĩ chắc cái này là cho bà con thỉnh về uống hay sao? Thì phía bên trong chánh điện là có tượng Đức Thế Tôn Phật A Di Đà, và phía trước là mấy tượng của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, và ở đây là mẹ Quán Thế Âm.
Ở đây có những Đức Phật nhìn rất là trang nghiêm. Còn bên đây là mình thấy có một cái bàn thờ quan thánh. Những cái ly tách thì... Ủa, từ đó sao mà nghiêng ngã vậy ta? Ê, ê, em thấy điều này lạ mà. Những cái ly tách sao mà nó nghiêng ngã chứ nè. Ê, đi, cái ly tách em thấy sao mà ngã chứ nè. Nếu mà có người xin cái đây. Ủa ta, nếu mà con này con mèo con kia nó luôn làm mà kỳ vậy. Cái này nó làm. Này ba chung này, có một chung. Nó bị văng cái luôn rồi. Hai chung có mắt nắp nè đó. Ừ. Em. Đúng không? Sao? Hay là con này con kia lên ta. Đúng không? Cái này mình đậy lên. Đúng là cái là ba nắp nè. Nếu như con này con kia nó lên thì mấy cái này phải đổ. Phải đổ. Phải vỡ luôn á. Cái này phải đổ ra nè. Thì sao cái này chỉ bay cái nắp ra không mà cái đây rồi còn. Đúng rồi. Nhưng mà ba, còn nước luôn. Nhưng mà ba cái chung này em thấy nó nghiêng một cách ngộ lắm đúng không? Đồ nó nghiêng rồi đổ hết nước luôn nè. Không có nước. Ra đây là thờ quan thánh. Bên đây thờ gì? Bên đây thì thờ cái gì ta? Không có để chỉ để một cái bát hương và những cái kinh Phật hay gì đó để trên đó. Kinh mà chứ không có gì. Đúng rồi. Còn bên đây thì mình thấy là thờ một cái tượng của cái này là của cái ngày cầm một chiếc giày là của một cái gì Đạt Ma Tổ sư. Ma sư tổ. Mà đây có những con gì ăn này em ơi. Đúng rồi. Ơi chuột cái gì nè, chim gì nè, đúng không? Bên này cũng có gì ăn. À. Cái này chuột hay là con gì ta? Em nghĩ là chuột. Lọc vỏ là ăn. Hay là chim chóc gì? Em nghĩ là chắc con này con kia nó bỏ vô nó ăn hết. Ừ. Chim nó không bay. Ăn mấy cháy nè. Thôi đi rồi. Cái này nãy giờ mình kêu có tiếng gì lúc mà nãy mình tất nghe đi ra. Cái không có những cái kinh nữa ta. Cái này là kinh Bạch Cứu Khổ. Bạch Y Cứu Khổ Chúa Đại Bi. Bạch Y phải không? Bạch Y phải không? Tại cái này thiếu chữ nè. Bạch Y. Rất là nhiều Chúa Đại Bi này kia rồi. Bạch Y Chúa Đại Bi. Ở ngoài trước thì có một cái bàn thờ này là thờ mẹ Quán Thế Âm. Ở đây mình bây giờ dịch chuyển ra trước đi, nghe cái tiếng động bên ngoài nãy giờ sạc sạc không biết ở đâu nè. Em đi nghe bên này nè. Bên này à? Ngó rồi không có gì hết, không mình chứ không có một cái bóng gì. Mình nãy giờ anh em mình lên là không có người. Tại vì mình lên đây mình kiếm người để hỏi thăm cái chùa này về cái di tích cái chùa. Mà thật sự ra mình không có gặp ai chứ nè. Sao cái chai này nó đâu? Đi. Nãy anh đi đâu cái chai gì ra vậy? Đâu? Nghe cái tiếng động như cái chai này. Hồi nãy không biết mình đi. Là cái chai này từ trên rớt xuống không? Cái này như đâu có được. Không có thể đâu có thể. Cái này nó mấy gọn xuống mà. Đâu để chai đâu ai dụng trên đâu hả? Đúng rồi. Đấy cái này là cái máy nghiêng cái đâu có thể. Nghiêng xuống là nó không thể nào mà ở trên đó được. Cái này gì không? Có nước luôn nữa. Ủa? Hồi nãy anh đi mình có thấy không ta? Không, mình đâu có thấy đâu. Nãy đi ở đây đâu có cái chai đâu mà sao ở đây. Cái chai vẫn còn nước nha. Cái gì đây vậy? Không? Tóc rồi đó anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia đi để khám phá hết cái này này. Đây mình thấy những cái ngôi miếu bên đây nè. Ở đây mình cúng ở trong mà nghe tiếng đùng đùng kỹ ta. Đi. Cái nón kìa. Ghê vậy. Ghê thương. Nè. Nó con nít thôi vậy quay. Không. Ý nó nữ. Nữ nè, đúng không? Không, cái nón này là nón của nam. Nó màu hồng vậy. Đây nè, tay con quẹt nữa nè, thấy không? Ý là con người nam hút thuốc. Nhưng mà tại sao có nón nữ kìa, có hai cái gì nè. Hai cái sừng hươu vậy kìa. Không. Nè cái sừng nè. Màu hồng nha. Chắc để lâu quá nó thành màu trắng nè. Là người nữ hút thuốc. Gì ghê vậy không? Đúng rồi, xong rồi sợ quá chạy xuống giục đôi dép ở dưới kia. À, tại vì lúc bà anh nghe á, là nhiều người lên đây nè, cúng rồi xong rồi bị nhập gược, nguyên phái đoàn chạy luôn. Cái cô kia kể vậy đó. Không, chắc có lẽ là cô này, cô đổi nón xong cổ muốn vô thắp nhang. À. Mà bị một cái thế lực nào đó hù dọ xong, chưa kịp đốt nhang cầm cái ống quẹt này chạy xong rồi xuống tới kia. Gì ghê hơn? Chạy xuống dép luôn. Thiệt luôn hơn. Chắc em nghĩ là như vậy. Nghĩ gì luôn. Dạ.
tại em cũng nghe nhiều người nói đây có nhiều những câu chuyện ma mị gì đó, các em nghĩ là như vậy. Chắc vậy quá quên, mũi quá cắn rồi, bây giờ này mình đi tiếp đi, đi xuống đây rồi sao Hương ơi. Hình như thấy là Hương thích lý giải về những cái chuyện mà cái gì đó khoa học lắm hả Hương? Đúng rồi, xưa em thích làm Sherlock Holmes á. Gì hả? Dạ. Thích khám phá hả? Thích khám phá cái những cái bí ẩn á. À, mà rồi. Mà lừa đẩy, đi làm công nhân luôn á. Vậy rồi giờ đi quay chơi chơi vui vậy luôn hả? Thôi giờ này mình lên trên ngôi miếu nè Hương ơi. Nếu mình biết thờ ai ta? Ý, chắc đầy vắng vắng, ta lên sinh số nhiều quá ha. Rồi, chắc ai quên. Nè. Thờ ông địa ông tài mà ông nào cũng mặc áo vàng hết. Ê, có mấy ông địa ông tài kia ngầu vậy. Kìa, không có thay mặt luôn. Còn quay ngang. Mặc áo vàng hết luôn nha. Ha. Chắc này ta sinh số nhiều lắm rồi. Mấy mặc cái kiểu đó đó. Hình như anh nghe nói là bên đây có một cái hang này nè, là ngày xưa một cái vị sư cô ẩn tu ở, sư cô hay sư thầy gì đó nha, không nhớ kỹ nha, thì ẩn tu ở đó thì gặp một cái chuyện gì khủng khiếp đó nên bỏ nơi đó luôn. Bỏ luôn hả? Không có ở nữa, như là bị bỏ mạng luôn hay sao đó. À, ghê vậy. Rồi nghe cái cô kể là có một vị sư thầy về cũng ở tu trong đó, nhưng mà nửa đêm á bị cái thế lực gì đó khiêng ngài thảy lên trên cục đá ra chỗ khác nằm, không có ngủ ở trong cái hang được. Cái hang là hang ở dưới đó luôn, trên này nè, trên này nè. Ghê quá. Ừ. Cái mình... chuyện sẽ lâu chưa? Mới đây hay gần đây hay gì nè? Thì nghĩ là cái chỗ mà chăm sóc những cái kia là do anh có nghĩ là những cái chỗ đó là có là do mấy thầy mấy sư mà nãy anh nói chăm sóc. Anh thấy có gì lạ không anh? Đâu? Đây nè. Ê. Con gì mà ghê vậy? Nhìn nó giống con bướm một cái mũi. Phải bướm không em? Không biết nữa, cái mũi nó dài thằng lon á. Đi con này cái. Ê. Ê. Cái gì ghê vậy? Rồi. Trời ơi. Ôi sao con này lạ quá vậy? Con này nó biết bài luôn. Ê con này sao mà lạ chứ ta? Hay là con ấu trùng gì của con gì đó hả? Phải không? Phải không hơn? Ê. Con nghĩ chắc nó bà con gì con với con bướm nè. Không nhưng mà con nó lạ nha. À, nó búng như con cháu vậy ta. Ừ. Có cái sừng giống như cái con gì mà đen đen nó bò cũng con bò gì nó ăn kít á. Con à, kêu con gì nữa. Con gì đen đen mà có sừng nó ăn kít á. Nhưng mà nó tự giống như con gì không? Con đuông. Nó giống con đuông nhưng mà nó giống cái con gì mà ủi ấy đó. Thì đó con cái con em đang nói là cái bò xít. Có dài rắn này, có dài rắn. Gì ghê vậy? Đúng rồi. Cái răng này. Ở đây giờ răng đang ôi răng mới lột. Đây răng này cái gì mà nó ghê dữ hơn. Không bà. Không sáng. Cho con xin phép con xin quay phim lại các vị các ngày ông dài. Ui. Ông còn nhỏ đâu quên. Hả? Đây nha. Ui, vậy là ở đây có mấy ông nghe em. Ở đây có nha. Ở đây có các vị á. Ê cục đá này phải là không kìa, chồng lên kiểu lạ lắm nha. Không có gớt đúng không? Trồng nguyên một cái cây dài luôn. Ở đây thì mình thấy được ở đây thì có thờ một cái ông hổ. Miếu ở đây, đâu? Ở dưới kia, ở dưới mà... Bự không? Bự lắm. Không thấy rồi. Nó bay đâu? Nó bay lên trên rồi sao? Ở đây thì mình thấy có một ông hổ chắc có kìa. Nó đậu kìa. Bay hả? Chim đen hả? Đen vui rồi, đen. Như chim đó là chim gì mà nó biết nói chuyện nè ta? Chim khách, chim gì á? Ở đây có hai ông hổ đen và trắng. Đây thì mình sẽ tiến xuống vô cái hang dưới đây nè mấy đứa. Hang dưới đây nè. Ở đây có cái chùa. Mình nhìn qua thấy ngôi chùa luôn. Ở đây thì có một cái chỗ Bụi Sơn Nghị Hương có thờ tượng Đức Phật, mình sẽ đốt một cây hương rồi.
Đây, lúc đó qua bản mình nhìn sợ chứ qua đây mình thấy có cái tượng Phật, mình an tâm đây ha. Như mình đây mình thấy nó thoáng mái, kiểu không có bị âm mưu, kiểu mình tâm hồn thoải mái. Nhìn cái tượng của Phật mình nhìn mình đã sợ, lúc trong miếu cũng có tượng của Phật Ai Di Đà nữa. Xem không phá tiếp. Rồi đứng cạnh nhau bên đường dưới này, không biết là có đường nào được không. Nhờ không được, chúng tôi đợi xem. Nó chích dữ quá. Không muốn chích bệnh luôn á. Sao ba từng tấc cũng từng vậy? Ba đứa cây. Đã cúng xong rồi mình sẽ xuống dưới cái hang chỗ cái sư thầy ngày xưa đã ẩn tu ở đó và gặp chuyện phải xuống núi không có ở được nữa. Giờ thầy bỏ đi luôn anh. Ừ. Ê. Cái gì anh? Nhiều vậy hả? Cái gì? Nở kìa, da cắn. Ờ, ở đây có da nữa nè. Nhiều vậy. Ê, ông này to nha. Ông này bự ạ. Ông này to nè. Rồi sư thầy đó giờ sư thầy đó đi đâu rồi anh kịp? Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái lá hay gì vậy? Con gì á? Ổn anh? Chứ em thấy nó dở. Con nhóc nhen, sóc nhen vậy. Quá bự rồi. Trời ơi. Bay xuống mắt anh kìa. Tại vì mình đang thấy cái da này, mình thấy dội dội chân rồi đó nha các bạn. Đúng rồi. Các bạn có thấy dội không? Kì, mà anh kì bay xuống mắt anh sóc đó anh kì. Thôi anh chưa quan tâm điều đó nên quan tâm điều này nè. Ở dưới này cũng có nè. Cái đó còn có ống khúc nữa kìa. Quá trời. Ê, cái này có hang hay gì mấy đứa ơi? Ổn anh. Ê, ngay hang luôn rồi, ngay hang luôn rồi. Ổn anh, mình đi tiếp ổn anh. Ngay hang này nè. Mình xin phép các vị các ngài đi cho con đi xuống đây, còn kính giếng ở đây các ngài ơi. Ổn anh. Đi xuống em sao nè. Không sao ba. Ở đây có một cái da nữa nè chắc. Ui, ở đây mấy cái. Mình không phá. Đúng rồi, mình đi tới với mục đích là thành tâm em. Ủa, mình đâu có phá quậy gì đâu. Tại vì mình nghe những cái điều tâm linh, mình lên đây mình thật sự mình muốn tìm lại nơi đây để mình cảm nhận được cái sự tâm linh đó. Khám phá không có đi. Cái nhà này hình như là ê, mấy cái này giữ nha. Ê, chỗ đó là có đó nghe mấy đứa, ở trong cái chỗ này á. Giờ mấy anh em mình đi qua đây nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Còn cái cây đập không biết sao luôn đó nè, cái cửa. Ủa? Có một cái hang động hồi xưa các vị sư thầy tu đây nè. Cái chuyện gì đó? Phi Vân Động. Phi Vân. Cửa nó khá là lâu năm nè. Cái cửa một cái chân. Cứ vô mà, anh vô trước anh. Anh tôi để đây chưa chứ anh kì. Cái cửa này tự mở gì vậy? Anh vô trước anh kì. Chưa. Xin phép anh vô trước anh kì. Các vị các ngài cho con quan hệ với con, xin mở cửa cho con xin giếng ở đây đây các vị các ngài quan hệ với con nha. Mình thấy cái cảm giác cái cửa hôm nãy nó xô xô ra nha mấy đứa. Giống như đẩy ra vậy á. Đẩy ra là mời anh vô á. Là có thiện chí. Thiện chí luôn hả? Đúng rồi, mời anh vô. Anh giờ các vị các ngày. Nếu mà không muốn mình vô là anh phải đẩy vô rồi. À, này mở ra ha. Cái mặt anh xanh với anh kì. Sao ớn thế vậy? Không sao anh kì ơi, không có đi. Mình phải phát sáng gì lên mới được hả? Đây, có đem cái không gọi lên cái hơn. Sáng sáng đi. Cái điện thoại cưng á. Không sao anh kì ơi. Không sao, sáng sáng là mình gọi mình thấy nè, nó tối thui à. Có gì tụi em đóng cửa lại chứ thôi anh kì, anh kì sợ với anh kì. Ở đây mình thấy có những cái phần còn gì ta? Như là còn sóc, còn chuột hay sao đó. Cái động mùi nó còn nó có sâu trong à. Ê, nặng mùi lắm rồi. Ở dưới bên kia có cái gì đó, cái hầm gì kìa. Tụi mắt nước á. Nước phải không? Phải hầm không? Hầm, quay thôi. Anh Kỳ xuống coi giúp em nước anh Kỳ. Đâu, gọi đèn ra vậy? Tụi anh xuống đi, đưa điện thoại cho anh Kỳ nha. Đây anh Kỳ. Cầm đèn đây. Ở trong góc đó có cái hầm cái gì kìa. Vì các ngài quan hệ cho con vô đây, con xin quay phim cái gì thôi. Quá nặng mùi mấy đứa ơi. Có chữ gì kìa anh Kỳ, Kỳ. Anh kỹ, cái này đá cái gì kìa. Nặng mùi đó. Cái gì? Mấy chữ gì nó quá trời nặng mùi rồi mấy đứa ơi. Đọc cái đồ cỏ kỹ không? Đọc anh. Kỹ không? Đọc coi.
bát hương trong đây bị con gì nó phá ở dưới lắm. Ở dưới thì cuối cùng như chỉ trứng đúng không, chứ ở đây trứng cái gì vậy? Trứng hai chân, trứng trứng hai trứng. Ê, ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì mới nước vô người vậy? Đi ra, đi ra, đi ra Hương ơi, có cái hang trong vậy. Cái gì á? Đây có cái hang ở trong đó, cái gì nó kịch kịch ở trong kia hang á. Ê, có đóng cửa lại kìa anh. Không không, anh không có đóng đâu. Anh không đóng lại luôn hả? Ừ, coi xin. Anh đóng lại lên kì. Cái hang nó nằm ở đâu vậy? Ở trong á. Ở chỗ mới nãy mình đây đi vô đây, 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 đây. Không, mới nãy mình đi vô đúng không? Đúng rồi. Em thấy có một cái đường đi vô, có một cái hang nữa đúng không? Đúng rồi, cái hang nhỏ đó, ở trong có gì không anh? Cái hang to lắm, cái hang cũng to, không biết nữa cái gì. Nó chiếu chiếu nữa đó. Cái gì nó rứt lưng em chứ. Cho sư sư đi anh. Em còn nghe tiếng tiếng rồi anh nghe. Ừ. Ê, chắc bước xuống đó mình đóng cửa kêu trên này hay xuống dưới, ghê quá. À, anh kỳ xuống dưới. Cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì mới vậy? Anh đóng cửa lại đi anh. Nè, cầm đây xuống đóng đây nghe nè. Lẹ anh Kỳ ơi. Đóng anh Kỳ ơi. Xin quan hỷ cho con. Vé có gì cái ngày ơi. Rớt cái dưới anh Kỳ. Thôi anh Kỳ ơi. Lẹ anh Kỳ ơi. Lẹ anh Kỳ ơi. Ghê quá. Thôi lẹ mình về đi. Thôi đi đi đi. Thôi đi về nè, đi về nè. Ghê quá, ta chạy trước. Ghê, thầy mời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kìa. Chạy lẹ đi. Ê, người đường nào vậy? Ủa? Rồi đường nào ta? Bên này hả? Đường nào? Bên nào vậy? Hình như đường này lên núi, đường này về nè, đi. Thôi không? Đi anh ơi, về đi, về đi. Ghê quá đi, vậy biết ghê quá. Lại đây Hương. Con gì đâu rớt vô lưng em á. Hả? Đập vô lưng em luôn. Cái gì ghê vậy? Lúc này quýnh vô lưng em về hả? Đúng rồi. Gì ghê vậy ông? Xong rồi còn lúc mà anh đi xuống đóng cửa còn nghe thêm mấy tiếng nữa. Mà trên này làm gì có ai mà ba anh em mình đâu. Đúng rồi, có ba thứ nè. Hồi nãy em là người vô cuối cùng là em đứng cửa hàng không dám vô luôn. Có gì nó đập vô lưng em á. Gì quýnh vô lưng anh luôn hả? Đúng rồi. Giống lúc nãy em mới muốn chạy ra nhưng mà anh đi sâu vô trong quá em chạy ra rồi. Anh chạy ra không kịp. Chứ lại em cũng không nhớ được. Em thấy không anh chạy? À? Nãy chạy xuống anh có thấy cái em thấy không? Không. Anh lo anh chạy không anh nghe cái gì mà có bịch cái nữa là chạy luôn. Đâu đâu cũng có chạy. Gì không nói được đâu. Không nói được. Mình nãy bị vỗ lưng đâu còn tâm trí gì đâu. Thôi mấy anh em mình ngồi đây nghỉ ba xíu đi đi. Ở đây quá. Ở đây như có tiếng cưa cây nè, mấy anh em mình ngồi đây nghỉ ba xíu. Chú anh chị ghê quá, của chú anh chị ơi. Chắc video của mình sẽ kết thúc ở đây, hẹn của chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Chạy quá chạy gãy cái cây quay luôn à.